Hôm đó họ chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì họ có mới nhận một chiếc xe quay rời EX. Thì chiếc xe này cũng khá lâu rồi nha mọi người. Thì nói về km thì thường thì ở quê họ thì người ta chạy đứt km thì người ta sẽ không sửa lại dây km. Thì cái căn bệnh của chiếc xe này á, là chủ xe tới là nói là trong xe nó phát ra một tiếng kêu. Thì sau khi họ tháo ra, họ kiểm tra thì xe này nó bị kêu xanh máy. Và đây cũng là lần đầu tiên họ chính tay họ tháo cái động cơ này ra. Thì tất cả các chi tiết đều còn ring hết nha mọi người, đều còn ring hết. Thì sau một lượt kiểm tra thì họ kiểm tra là cái cổng xanh máy này thì nó chưa bị hỏng đâu. Cái cục su này nó cũng chưa mòn, cục su để mà tăng cái cổng xanh máy thì nó vẫn chưa mòn. Thì họ phát hiện ra là cái cây ti này nó đã bị hỏng. Và việc họ cần làm hôm nay thì họ sẽ thay lại một cây ti mới. Đây là cây ti của hãng nha mọi người. Thì khi chúng ta mua cây ti này, nó sẽ không có cái cục su, nó sẽ không có cái cục su ở trên cái mũi đầu này. Thì họ sẽ tận dụng lại cái cục su này để bỏ vào cho khách. Tiếp theo đó thì họ sẽ sử dụng lại ron chính hãng để lắp vào chiếc xe, để cho mà nó được kín, được khít, và sau này nó sẽ không bị rò rỉ nhớt ra trở lại. Và bây giờ thì họ sẽ tiến hành là thay cần ti này lại và thay lại cái bộ ron mới này cho chiếc quay đẩy này nha mọi người. Và họ cũng xin kết thúc video tại đây.